Có rất nhiều thông tin không chính xác về vaccine COVID-19 trên mạng xã hội. Đó là lý do việc hiểu được nguyên lý khoa học đằng sau của vaccine là điều quan trọng. Một số vaccine COVID-19 dựa trên công nghệ mRNA vốn đã được nghiên cứu trong nhiều thập kỷ. Vaccine COVID-19 đã được thử nghiệm nghiêm ngặt và cho thấy sự an toàn và hiệu quả. Hàng trăm triệu liều vaccine COVID-19 cứu mạng người đã được tiêm ngừa ở Hoa Kỳ và các nhà khoa học liên tục theo dõi sự an toàn của vaccine. Sau khi xem xét cẩn thận, các loại vaccine này ban đầu đã được cấp phép sử dụng khẩn cấp. Sau khi xem xét thêm, vaccine COVID-19 đã được cấp phép bởi FDA, Hoa Kỳ, theo cùng quy trình và xem xét cẩn thận như các loại vaccine thông thường khác. Không bước nào bị bỏ qua trong quá trình cấp phép và phê duyệt của vaccine. Trẻ em dưới 12 tuổi nhận liều vaccine thấp hơn so với thiếu niên và người lớn. Các vaccine COVID-19, Pfizer và Moderna chứa mRNA là chất mà cơ thể sử dụng để chống lại virus COVID-19. Vaccine không làm thay đổi gen, DNA hay khả năng sinh sản của quý vị. Vaccine mRNA không gây ra COVID-19 hoặc các bệnh hay tình trạng nhiễm trùng khác. Các tác dụng phụ ngắn sau khi tiêm vaccine COVID-19 là bình thường, cũng như sau khi tiêm nhiều loại vaccine khác. Các triệu chứng có thể bao gồm đau cơ, sốt hay cảm thấy mệt mỏi. Các phản ứng này có nghĩa là cơ thể quý vị đang học cách chống lại virus. Ngay cả khi mắc COVID-19, con của quý vị vẫn nên tiêm ngừa. Tiêm ngừa vaccine COVID-19 bảo vệ thêm cho hệ miễn dịch của quý vị trong trường hợp bị tái nhiễm Mỗi người được tiêm ngừa bao gồm cả trẻ em để giúp giữ cho gia đình và cộng đồng của chúng ta an toàn hơn, khỏi bệnh nghiêm trọng. Quý vị muốn tìm hiểu thêm, truy cập trang dành cho phụ huynh, chương trình trường học an toàn cho tất cả các tiểu bang California hoặc nói chuyện với bác sĩ của quý vị.